Ngô Thanh Vân choáng với tô canh cá khổng lồ ở Hồng Kông. Ngô Thanh Vân và ông xã bất ngờ khi nhân viên bê ra tô canh cá dưa chua to bằng cái thau. Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đi Hồng Kông nghỉ dưỡng kết hợp khám phá ẩm thực. Nữ đạo diễn di chuyển từ Thượng Hải, Trung Quốc, trong khi ông xã xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ngày đầu tiên tới xứ Cảng Thơm, hai vợ chồng đã ăn liền ba cử chỉ trong nửa ngày. Thậm chí tới 11 giờ đêm, Ngô Thanh Vân còn lên đồ đòi ông xã đưa đi ăn đêm. Ăn khuya cũng là một trong những nét ẩm thực ở Hồng Kông, được người dân địa phương và du khách ưa chuộng. Sau khi lang thang khắp khu Tsim Sha Tsui, địa điểm rất nhộn nhịp hàng quán suốt ngày đêm, hai người ghé vào nhà hàng Yung Ki Ras Kus Restaurant. Được mở cửa từ năm 1942, đây là một trong những nhà hàng lâu đời, mang đậm phong cách ẩm thực Quảng Đông, nổi tiếng với món ngỗng quay và thịt xá xíu. Ngô Thanh Vân gọi ba phần gồm hai món chủ đạo của quán kể trên cùng một tô canh cá chua cay kiểu Tứ Xuyên. Món canh cá dưa chua gây bất ngờ cho vợ chồng Ngô Thanh Vân bởi kích thước siêu khủng. Khi gọi món, nhân viên không giới thiệu về khẩu phần lớn nên hai người nghĩ món canh cá chua cay Tứ Xuyên được bày trong đĩa nhỏ như trên thực đơn. Nhưng khi bưng ra, tô canh khiến cả hai choáng váng vì to bằng cái thau rửa mặt. Ngô Thanh Vân còn so sánh tô canh với bát cơm để thấy sự chênh lệch kích thước. Canh cá dưa chua là đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên và rất phổ biến trên toàn Trung Quốc, có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Bên trong gồm có cá tươi phi lê, hoa tiêu vị the cay, dưa chua, ớt và dầu ớt. Món ăn thường được phục vụ với cơm trắng và bày trong nồi lớn tương đương nồi lẩu, luôn được đun sôi. Người Tứ Xuyên ăn rất cay nên món cho rất nhiều dầu ớt và hạt tiêu. Ngô Thanh Vân và chồng đều nhận xét món ăn rất ngon, thịt cá mềm, vị chua cay vừa miệng, xứng đáng 9 phần 10 điểm. Tuy nhiên có điểm trừ là nhân viên không tư vấn kỹ về khẩu phần. Món ngỗng quay được Huy Trần khen ngon và chấm điểm cao. Đây cũng là món ngon nhất ở quán, thường sử dụng những con ngỗng non, nặng tầm 5,5 kg, tẩm ướp với gia vị bí truyền, trong đó có vỏ quýt, tạo nên lớp da vàng giòn, thịt mềm, đậm đà, béo nhưng không ngấy. Đĩa thịt được chặt ngay ngắn, ăn kèm cơm trắng và cải sốt xì dầu. Món thứ hai là thịt xá xíu mà theo Huy Trần tìm hiểu là đạt được giải thưởng về ẩm thực. Anh nhận xét nó có vị ngon đặc biệt, lớp vỏ bên ngoài hơi xém, thịt ngọt mềm. Trước đó, vào buổi chiều, khi vừa hạ cánh xuống Hồng Kông, cặp vợ chồng đã kịp ăn được hai món trong khu Tsim Sha Tsui. Đầu tiên là tiệm hải sản xiên que được Michelin Guide giới thiệu trong nhiều năm liền. Hai người gọi mực, nội tạng và gan, được tẩm ướp vị mù tạt và sốt hoisin đặc trưng của Quảng Đông. Món ăn sử dụng nguyên liệu tươi nhưng không hợp khẩu vị nên chỉ được hai người chấm 6 phần 10. Tiếp đó, vợ chồng nữ đạo diễn ghé một quán mì truyền thống, gọi một phần mì trứng và súp cá viên cùng vằn thắng. Mì ăn kèm sốt dầu hào, phần nước súp ngọt thanh. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân chỉ chấm 5 phần 10 và nhận xét e không ngon bằng mì Hà Tôn Quyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày sau đó, hai người tiếp tục khám phá nhiều món ngon ở Hồng Kông. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.